Người Tày có mặt ở Hà Giang từ rất lâu đời, tập trung phần lớn ở các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Quản Bạ, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. Người Tày có một kho tàng văn hóa dân gian rất phong phú. Ngoài hát cọi, hát yếu, hát then, thì hát quan làng là một loại hình hát đối chỉ có trong đám cưới. Trong đám cưới của đồng bào dân tộc Tày đến nay, ở một số nơi vẫn còn giữ được nguyên vẹn phong tục hát quan làng hay còn gọi là hát văn. Với hệ thống các bài hát, thấu hát đối, hát quan làng được chia thành từng phần với từng nội dung cụ thể. Thông qua lời hát nhằm chỉ bảo, thể hiện lối ứng xử tinh tế, tao nhã của con người trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, lời hát còn thay cho lời chào xã giao lịch sự, thể hiện tình cảm trân trọng nhau. Theo thường lệ, khi một đám cưới sắp diễn ra, để mọi công việc trong đám cưới được suôn sẻ, nhà trai mời một người đàn ông nhanh nhẹn, hoạt bát trong ứng khẩu, chất giọng tốt, am hiểu phong tục tập quán làm quan làng. Quan làng tức trưởng làng đại diện họ nhà trai. Nhà gái cũng vậy, nhưng khác là chọn phụ nữ để làm bà mẹ. Bà mẹ tức trưởng đoàn đại diện họ nhà gái. Tuy nhiên, lối hát quan làng trong đám cưới của người Tày huyện Quang Bình lại không giống với các địa phương. Nơi đây, trưởng đoàn nhà trai và trưởng đoàn nhà gái đều là quan làng, hay còn gọi là ông đón ông đưa. Đám cưới vốn là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đời người, ở dân tộc nào cũng vậy. Ngày lễ đám cưới chính là nơi thể hiện nhiều nét đặc trưng văn hóa nhất của dân tộc người ấy. Người Tày cũng vậy, cùng với các nghi lễ, hát quan làng đã là những nét đặc trưng riêng có trong đám cưới của họ. Ít khi thấy ở một dân tộc mà tất cả nghi lễ, thủ tục đón dâu được sử dụng hàng trăm bài thơ, hàng ngàn câu thơ, được hát dưới một làn điệu mượt mà gọi là hát quan làng. Trong đám cưới của người Tày được thể hiện qua rất nhiều khía cạnh, vừa giáo dục, vừa nhân văn, vừa đặc sắc về mặt ca từ. Hát quan làng là lối hát ví von hay ca ngợi, thách đố, ứng xử của quan làng hai bên nhà trai nhà gái. Một buổi hát quan làng có thể kéo dài vài tiếng và tất cả các thủ tục diễn giải, ứng đáp giữa hai họ đều được hát bằng những câu thơ. Có thể nói, đây là một điểm đặc sắc hiếm có. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Tày đã cho rằng, hát quan làng trong đám cưới chính là niềm tự hào, một nét độc đáo trong văn hóa Tày. Nét đặc sắc ấy đầu tiên đến từ những ca từ trong hát quan làng. Để xin được dâu, hai bên quan làng giao thiệp với nhau bằng những lời ca tế nhị, đằm thắm mà ấm lòng họ hàng hai bên. Họ có bài hát vượt chứa ngoại vật như xin vào cổng, xin nước rửa chân, xin cất khai rượu trên đầu cầu thang, xin mở cửa vào nhà, hoàn toàn mang tính biểu tượng đặc trưng văn hóa. Lời hát quan làng được truyền từ đời này qua đời khác, nhưng cũng có lúc những câu hát ấy phải ứng tác kịp thời. Ngoài những câu hát từ tạo nên sự dí dỏm, sự thách đố như vốn dĩ những lễ cưới giữa nhà trai và nhà gái, sâu sắc hơn cả đó là lời hát về công ơn cha mẹ dưỡng dục. Có công lao cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng mới có dâu hiền dễ thảo. Ngắm đây bài khà, ngắm qua tí tàng nói tàng luồng, chứng đầy hắn mượn cần văn ở này, cần ở lại âu mày lý phang tàng, lướt cha hắn ở mày loàn khoang ở thóc, bầu hạ ở cần âu ở óc bay ở mà, bầu biết lắng ở lử đây lử lại, khỏi phân ở cần quan ở làng mà qua, ơn quý họ cất vẻ khỏi để nhớ nó. Đúng rồi. Bắt tay ấy, họ mưa là bắt tay cán vậy đó. Vâng. Xin chào cả các bạn đâu. Máy
Nhất chiếc khói chiếc mưa, hùa mẫu thơ thinh, cấp nội đồng quan xuân quy họ cân nó. Cú tin khói khâu mà thân ở ta ở làng, quy họ du ám nhàng tung ở nhà. Các á cân ốc mà tham phát, bọn khói mì ham hấp chứng ở thân. Bọn khói leo mà thân giờ này, buổi kim cấp buổi ngân ở cân ở vậy. Hỡi khói so buổi mấy giao kha, bà quẹo mà khói nó. Khói chuyện mưa thong á tàu đoàn, khói chuyện mưa thong nắng tắc lậu, mất từ năm là âu nhụ ma chất, na cần hư âu lậu thoai ơ kha, chén lâu là lệ vật am kinh, ngân tiện là năng tử, khẩu lậu là năng nưa, mới các na cất mà khỏi nhớ nó. Nhất chiếc khói chuyện mưa, phù mẫu thơ thinh, cấp nội đồng quan xuân ở quy ở họ cân ở nó. Tùm tùm pha mày lắm pha thi, tùm tùm pha mày mỹ pha thong, then tu then mày loa, khóa tu khóa then tòng, mự khẩu ngay na thân. Dạ khẩu ngay na nơi, ơn cần khai ở khỏi đây nữa nó. Tức là mi thay nó, tức là mi thay gì, mi càng thay gì. Tức là mi càng thay gì, mi đó thay gì, điều phục gì. Cần đây vẫn cần đây. Nhất chiếc khói chuyện mưa, phù mẫu thơ thinh, cấp nội đồng quan xuân ở quy họ cân ở nó. Cú tin khói khẩn mà thân ở các, lướt cha hắn phục thát in ở pha. Đời xưa mị phục thát trôi mà, thế mị vằn lâu trẻ vui ở thu. Vằn này việc xuân ở họ leo ở đồng, phục thát na trôi lòng vằn ở này. Hỡi quý ơn quý cần cất ở vậy chiêu ở hoa, hỡi khỏi xó khâu mà nó. Khỏi chuyện mưa xuân ở họ tang ở lại, từ bàn cổ đời xưa chuyện mà, bầu lũ hắn thậu lượn tao cốc, bầu lũ hắn phục ở phía phục ở thát ở chói ngại. Quý cần coi đón khói vô tạm tại lông ơ nặng, quý họ cần coi ngắm chính ở mình, từ bàn cổ khởi sinh lệ nghề, bao lũ hắn phục chói phía bên ở nãy thắc ở bay, ơn quý cần cất bay hờ nó khỏi để nhớ nó. Nhất chiếc khói chuyện mưa, phù mẫu thơ thịnh, cấp nội đồng quan ở xuân quý họ cân ở nó. Khói cho mưa phương phục lại và phục béo kèn phục ba chói ốc. Chói hở khắp hòn nổi hòn ở chàng, chói ốc mà phục béo chói ốc mà lì lầy. Phục cải kèn phục ý chói mà, khói bên cận quan làng so năng nó. Thế à, các mũ tia khỏi cùng cho thưa mưa cắm ổ đi tia nhất nội nhất ngoại hôm bữa này cũng để má giữ ăn bữa hạnh phúc trăm năm ở tôi lan thế theo ăn tập tục của địa phương thế là đoan khỏi cùng cho ở tôi lan lại mưa tia nhất nội nhất ngoại tôi thi lại nó vâng, tôi thi lại thế là khơi cho lại phải thi mày.
đấy à. Bây giờ thông cầm mô lại mười gia tài ốc. Các gia tài tông, tông, nội và ngoại, tôi thích với lại. Thế là khơi à, khỏi so lại, mưa tì à, phú tì à, gia các à, gia trự. Dạ, các à, gia trự nó. Gia tài, gia tài ốc. Gia tài ốc. Thì cũng à, tái nghệ lan, thế này cũng so hợp tôi à, khơi mưa lại mưa tì à, gia tài ốc, à, tôi thích lại. Nó giả tay lại, giả tay, giả tay ấy. Bây thứ tham, các mũ à, lại mưa, po mê ốc, các po mê tông, ngồi vào ngoài, tôi thích với lại. Các mộ à, khỏi cũng à, so thư mưa tôi thi phủ mậu thinh các mộ công mê pa cầu bươn thiếp thong phi liền giữa này lúc à, cùng đại cả mà nạn nhân phân cân bay hết dạo kinh liên du cũng đã chắc lăng âu à ma chắc công ơn mê đấy thế cũng khỏi cũng so à, à tôi à, à lúc khơi so lại bãi mưa tôi thi à, à tôi à, phủ mậu thinh à, khơi so lại lại thi tôi nó à, nó lại bố tay ra tay đó mà chút mà lư mà thao cái lẩu của mình ạ mình lấy lại cũng có vâng bay thừa hả tức là lại mưa các vai lại mưa tôi thi pết lại mưa phú bạc gia phá phú bạc phú ao gia lô gia phú dưỡng phú khủ gia mứ gia gia na phú dưỡng po bạc mê pá po bạc po ao mê lu mê na po dưỡng po khủ mê mứ mê na po dưỡng nội và ngoại tôi thi tiếp xúc lại tôi thi lại là khơi số lạnh ở thi lại vâng 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 bạn đây lại đông gia các nội ngoại đẻ nhất nữa chia cửa khói chuyện mưa phù mẫu thơ thinh cấp ngoài đông quan ở xuân ở quỳ họ cân ở nó lẻo thân ở giờ ngoạt tiên ở thiên ở đức lẻo thân ở giờ ngộ phúc ở lâm ở môn so quỳ họ cản khôn ở thủ lệ hữu phượng hoàng kết ở nghĩa thanh ở đôi lương bàn đầy tượng công ở thứ thi nguyện cán khôn tỷ vị han ở lâm thứ nhất khói nộp tiền lâm khâu tuyệt đắc thiên tư nhục hàn lâm thứ thong khói nộp phải lâm ở khâu tí lâm là mê ở châu tí khâu là lúc ở nói mi lúc tiên ở bầu ngon nơi ở lúc khói chuyện mưa thân ở tí công nghệ khói chuyện mưa thân ở tí ở công ở lao ơn quý họ chấp nhận lễ hở khói nó anh giao treo được ngoài mi ơi treo được ngoài thế à khói cũng à so thưa mưa thì à các vai chừa thường thân thưa mưa thì à thì nhất nội nhất ngoại thế cam ố thì à tôi lán ấy cùng mi chế mi lỡ thì à, tôi à các mỏ ti tái cùng chi bén hải đoan khỏi mưa liền bác liền kho thức đảm cầm tông thế ván này cũng đẩy mi à ti nhất nội nhất ngoại các mỏ ma chứng kiến toàn khỏi là năng bá phá trang chứng kiến hải ti nhất nội nhất ngoại các mỏ đẩy bay ma đẩy bay cha ma lẩu ván này khỏi cùng so à, mi đôi lơi các chứng kiến hải ti nhất nội nhất ngoại tiếp theo thì cũng à mi ăn lơi à cô à ta bác tức là cũng mời qua rồi thì à, tiếp theo lời của ta bác thì đoán khỏi à, cũng là thay mặt ti phú khơi cũng à, có đời lời rồi à, ti ta ti tai được các vai chữa thường thân
thế khỏi lại mời thì bằng bằng văn thôi. Nhất chiếc khói mây mưa xuân họ tang lại khói mây mưa nhìn trái thao bao tới phủ hè chào tắt chuyện mà nam na cân nam nữ thế tàn văn này là phường loan kết nghĩa đầy phò mê thôn hoa đời căn đầy thong bưởng thông gia trong lọt mỹ chính quyền luật pháp chứng mình văn này là gia đình vui thu gọi mọi cần cũng mà lọt cho mừng mọi cần cũng đầy hắn khơi mơ gọi lá mì tôi thụ bàng chén ăn bầm vừa kín âu phép nhà hết quàng thêm thong là tụ lượn cắp kép dù ta tại sắp xếp bầu ưa cân ở năng tử năng ở nửa vô lý nghĩ mà bố thúc lý thắc phần mượn cần du bàn cần quay ở sở thôn đét cũng bắt tớ bà ma thân mời quỷ họ năng ở lòng thông thả nó cuối cùng khỏi cùng à so chúc ở tôi lan căm mộ à, hết dạo hở cho tôn hết lươn để trao khấn căm mộ chúc khinh để phân phá chúc khá để phân trong căm mộ liền lúc cốc đầy má liền lúc lạ để cải nhanh cứ thong khỏi cùng à so à mời mưa thân à ti à các vai trưởng thường thân mời mưa thân à ti à po tông à mê tông nói chung à cùng hôm nay cũng là bớt chút thời gian vang ngọc gác mọi công việc gia đình mà giữ bữa cơm thân mật tức là giữ bữa cơm mà hạnh phúc trăm năm ở tôi lan thế khỏi cùng là so à, kính mời tức là các vai trưởng thường thân mời mưa thân tỷ các bạn bè tông khóa bên này à, nâng chèn lào hôm đời à, gia đình à, ti ta ti tai thế khỏi cùng so à, kính mời khỏi mất kiến thôi à khỏi còn so cảm ơn thôi à cảm ơn tí ta tí tài đó cảm ơn thương con của thôi chế bánh tung tung lươn đoan khỏi mưa thức đậm cảm tông thôi khỏi cũng biết chắc phát biểu hơn hết đấy thôi cùng xin là cảm ơn ai già lão nát gan không? Không mấy à? Đi chợ nó. Các gia, có mưa tất cả có mê tin học và tập thể gia đình.
thì văn đứng thì thầu với ra ao lúa lúa ao nghiệp lúa nghiệp đến mình lại phô mê và tinh lúa thanh bá coi giả coi lương như thầu và phúc sinh như thầu tổ ấm thầu nó ao lúa ao vườn đất này nằm mát cha khởi cái thông vườn gia đình các mộ phải là thứ mưa nữ đua thách cùng thách tốt văn đây đi bươn tam hạp thế văn này tức là khỏi cùng đại sự ủy quyền cũng là nó cũng đồng mớ tức là cũng như thứ nhất là tôi lệ đâu tôi lệ đâu phải thân thứ nhất là phải thân là tổ ẩm tiên hiên khi ta thi tài thân họ thân giờ phút này điện khoa hậu đoạn khói chèn mưa phù màu quan ở biên ở ta ngỡ ca khói chèn mưa lung ở ba áo ở a giờ này giờ hoạt ở tiên ở tiên ở đức giờ này giờ ngộ phúc ở lâm ở môn tiếp giờ đây ở nhạc bác giờ đây giờ đây khỏi cho mùa đông ở làng sau mưa kinh họ hàng khỏi đồng lễ vật khỏi đá đó mời quý họ điện mưa qua lễ vật linh kinh ở mạc tâm ở thông ở lông ở cốc năm chè cần bao ở bốc ở nhằn lại tương tương lộ các ở nàng tương tương lộ tương tương lộ lúc ở lộ các a tương tương lộ phong ở phá ao ở a khỏi phân ở cần quan ở làng bay ở con lúc lùa cũ tin ơ on theo ơ lăng hãy lai mẹ phát ơ đăng đời nóng hãy lai mẹ phát ơ tòng đời nhì và mưa và ly nước dọc khen tàng mưa tặng mó lươn ở khô mưa hết ơ lùa cua già cú tin thắng lùng ta phong bướm ta tài coi vui khẩu lắng tục khẩu lão tục lắng nó. Vậy xin ông cho biết ý nghĩa của việc hát quan làng trong đám cưới của người Tày như thế nào ạ? Ý nghĩa của hát quan làng của người Tày rất có ý nghĩa, nhưng mà hát quan làng của người Tày đấy thì có ý nghĩa là đưa con dâu về để mà hiếu thảo với ông bà bố mẹ và hiếu thảo với gia đình. Vâng.